thì đi khám thì bệnh viện nuôi đêm thì không có người mà ạ. Thế là hôm nay mình mới đưa Diễm đi khám lại, thì bác sĩ lại bảo Diễm là kiểu có dịch nhất gì mọi người, mình nói chung mình cũng không hiểu cho lắm, nhưng mà đại loại bác sĩ bảo là ngày mai thì Diễm sẽ phải lên viện để nằm một tuần mọi người nhé. Đấy, đây là bây giờ mình đang phải chuẩn bị đồ để sáng ngày mai là mình Diễm là sẽ đi bệnh viện sớm. Đấy, thì cái vấn đề nữa mà hiện tại mình đang gặp nữa mọi người ạ, là hiện tại là mình đang không biết là xoay tiền đâu để cho Diễm ngày mai đi nằm viện mọi người ạ, vì tự nhiên chuyện nó đến đột xuất phát, thành ra mình không xoay sở kịp. Đấy thì thời gian vừa rồi mọi người cũng biết rồi, thì mình cũng có dính vào chơi bời một tí. Mình biết là mình nhắc về chuyện này thì có rất nhiều bạn cũng trách móc mình, nhưng mà thôi mọi người ạ, thì tuổi trẻ mà ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm, thì mình cũng biết sai, mình đang cố gắng để mình sửa rồi, mình không chơi rồi. Đấy là về vấn đề về tiền nong thì bây giờ thật sự mọi người là mình đang rất là bí, không biết xoay đâu. Thì thôi thì chắc là bây giờ mình sẽ phải sang bên quán để gặp Toại và cũng như gặp là tất cả anh em bên quán để xem ai có tiền không để mình vay để mai đưa Diễm đi mọi người nhé. Đấy, nên thôi bây giờ mình sẽ đi xem quán rồi có gì mình sẽ quay cho em xem nhé. Ok. Bác sĩ bảo là ngày mai là phải lên bệnh viện một tuần. Ui, mày đã nguy hiểm rồi cơ. Thì anh bảo bây giờ nó nôn ra máu cái thứ như thế thì nặng chứ, không phải nhẹ đâu. Thì nó nghén nó buồn nôn như là xong rồi kiểu nó ho nhiều xong là có gì ấy, xong nó lại có nhiều dịch gì ấy. Đấy bác sĩ bảo nếu mà vỡ. Nhưng mà ý bây giờ nằm viện thì nặng thì mà phải nằm viện. Thì bây giờ bác sĩ bảo đi để tiêm cái gì để ngăn ngừa cái dịch nó bị vỡ ra hay gì ấy thì nó ảnh hưởng. Đấy nên là hôm nay em cũng sang đây em cũng việc em nhờ anh mà anh xem anh có tiền hay anh có xoay ai cho em không? Để em mai đưa đến đi làm mày biết hay là mày xem anh em cũng làm một quận cả ngày ấy, tiền nong đâu ra mày mày à mày tiền nong tự nhiên lúc có xong là có tí vàng của hồi môn cũng mang đi đánh bóng bánh rồi cắm giờ mày thấy cái tác dụng mà khi mà cái của hồi môn như thế nào chưa? Thế ý về bác sĩ bảo nó phải nằm viện một tuần á? Trước mắt là một tuần, còn để xem nếu mà chưa đỡ thì vẫn phải làm tiếp. Mày thấy cái ngu mày chưa? Thì giờ người ta bảo vàng của hồi môn để làm gì? Là để phòng khi mà trong gia đình có việc gì mà bất chợt có việc gì mà đột xuất mình không có tiền để mình lo thì mình dùng nó để đi mình dùng việc mình. Cuối cùng bây giờ có bao nhiêu tiền tiết kiệm hoặc bao nhiêu thứ thì mày lại mang mày giả lập mày chơi chơi hết trong bây giờ cuối cùng mày lại đi vay. Sau bây giờ ví dụ bây giờ anh em không có tiền anh em giúp mày thì bây giờ vợ con mày thì như nào? Tiền đâu mà nó chưa vậy? Mày đã khổ vợ con mày chưa? Bây giờ tự nhiên việc nó đột xuất quá thì tao không xoay kịp thì tao mới phải sang đây tao nhờ xem anh Sơn có hay là có xoay được ai không thì cho em mấy triệu để mai trước mắt để em đi đưa nó đi nằm viện, không mai đến không tiền luôn thì làm sao nằm viện. Còn thật sự bây giờ khó khăn quá rồi, không xoay lâu nữa rồi thì em mới phải sang nhờ. Mày biết chi phí nằm viện bao tiền không, một tuần bao tiền không, và tiền chữa nữa bao tiền không? Mày nghĩ vay vài triệu của anh em là đủ à? Chứ bắt là cứ phải xoay đạn này để làm cho thủ tục nhập viện đã rồi mới tính tiếp được. Chứ sáng ngày mai phải đi sớm rồi. Trách mày cũng trách rồi, anh chỉ nói để cho mày hiểu những cái lúc mà mình khó khăn như thế nào thôi. Em mày hiểu là khi mà những lúc mình có tiền thì có dư giả cơ thì nó không có chuyện gì cả. Nhưng mà khi ấy mà mình không còn cái gì ấy thì nó nhiều chuyện xảy ra cả đến tiền lắm. Cái phàng là cái quan trọng nhất, trừ khi là em làm ăn em thất bại, em bán đi làm ăn thất bại các thứ thì anh không trách. Đây em mang đi em chơi cá độ bóng đá các thứ xong anh nói em còn quay sang em cãi cả anh nó thật mà hôm đợt đấy em dặn mày cực kỳ luôn. Nhưng mà vấn đề như này nhá, mày biết cái công việc của tao với mày bây giờ hiện tại đang khó khăn như nào đúng không? Thất bại một lần rồi
mày có đi chơi bời mày lại lần nữa. Mày xem anh em ở đây mẹ mày tiền ăn anh em có đủ đủ ăn mẹ đủ sống hàng tháng nhưng mà mày gia đình còn này còn chưa lo xong. Việc sao mày vay tiền thì tiền đâu anh ấy lo cho gia đình nữa. Ôi nói chung là chuyện đã rồi. Biết là nó anh không phải bênh nó gì, biết là nó vay để cho chữa bệnh nó, à cho vợ nó, cái đấy đang nói đang trách. Nhưng mà mày xem lại cái trước mày xử như là để cuối cùng bây giờ mày bị cái khổ chưa? Còn tao nói mày này, tao khó khăn quá thì tao sang đây tao vay anh em chứ không phải tao mở mồm tao xin anh em. Và cái đại tao sang đây là tao để vay tiền chứ không phải để nghe còn mày sang đây mày dạy đời tao mày chửi tao. Còn tao chửi cho mày khôn ra đấy. Ôi Tòa, chuyện đã sang đã đi sai rồi còn vân vân khổ đi cãi à? Đấy em, thì nói chung là phần giờ Tòa nó cũng nói thế. Bên này là anh với Tòa nó nói thế là cũng để cho mày hiểu ra cái vấn đề sai mày ở đâu. Nhưng bây giờ cái sai của em biết sai rồi. Em sang đây em khó em vay tiền chứ về các anh cứ dồn vào chửi lại để làm cái gì? Mày không dồn mà những cái lúc như này này thì bọn anh nói mày phải dồn vào đầu mày phải ghi nhớ mới được mày hiểu không? Nhớ thì em nhớ rồi. Để bình thường bọn anh nói thì làm gì mày có nhớ được đâu? Mà bây giờ em bảo em sang em vay tiền chứ em không bảo em xin tiền đâu. Bây giờ Tòa em bây giờ có nghĩa là thằng này nó vẫn không hiểu cái thái độ nó vẫn như thế thì mày bảo làm sao được? Thì kệ nó. Đã cái sai còn vẫn còn thích thái độ. Kệ nó làm nó tự chịu đấy, đi đâu mà sai tiền cho chơi chữa cho bọn mày. Anh Sơn có anh vứt em vay. Em không xin, em không lấy của anh được, em anh có bổ là xin không phải lấy, nhưng một lần đã mất tin thì phạm lần mất tín, anh nói là thế. Thế là giờ đến anh cũng không giúp em á. Điên à? Anh để em nói. Nói chung là mày lên đây mày ngồi nữa, đi nói chuyện. Em biết là thời gian qua em sai rất nhiều rồi. Nhưng mà thật sự bây giờ em khó khăn lắm rồi, em cần lắm rồi nên là em mới phải sai. Còn vừa đấy em sai khi em lên của cãi, nhưng mà thật sự em đang áp được rất nhiều nên em không chịu được. Thì bây giờ em nhận sai. Anh xem anh có giúp đỡ được em thì anh giúp để sáng mai em còn đưa Diễm đi sớm. Thôi rồi, bây giờ anh bảo như này nhá, chuyện cái Diễm ấy thì nó cũng là em của anh, hiểu không? Anh không bao giờ để nó xảy ra vấn đề gì hết. Thì bây giờ mày cứ ngồi lên đây đi, xong anh em mình nói chuyện tiếp. Còn tí nữa anh sẽ còn tầm hơn 4 triệu trong tài khoản thì anh sẽ chuyển hết cho mày để mai mày lên mày lo trước cho nó. Xong ở nhà rồi bọn anh phải tọa đi chạy với vay thêm đâu nữa thì bọn anh chuyển lên cho. Nói chung là thôi ngồi lên đây đi, cái gì em chuyện cái gì mà tao cái sư nói chứ em muốn mày hiểu ra để biết được cái sai của mày, hiểu chưa? Đấy, để mày biết được đấy, bây giờ mày thấy khổ chưa? Đấy, mình chưa mời cuối cùng bây giờ vợ con mày như thế là không tiền không chịu, bây giờ mày lại phải đi vay, ví dụ anh không có nữa thì mai vợ mày đi làm việc gì nói để chú ý mày hiểu thôi. Cứ đứng dậy tí tao đi xoay ra hỏi Ngọc kiểu xem ai có tiền vay mỗi người 1-2 triệu để mai đưa đi khám, à mai làm việc. Mấy giờ mai đi? 9 giờ. Mấy giờ? 7 giờ. 7 giờ sáng mai đi. Vậy thôi tạm thời tí nữa anh có 4 triệu đây rồi, xong là bắt đầu là anh chuyển cho. Thôi trước mắt cứ về đi để tao đi vay tiền cho, cứ về trong cái diễn đàn đâu. Nhà mày nhà trong hay nhà ngoài này? Nhà ngoài. Hôm nay ngủ đây luôn để sáng mai tiện đi luôn. Biết ngay hôm qua cái viện hôm qua mày anh em mình đánh tháo về đấy. Không phải đấy, viện đấy chả có ai, bọn nó chả biết khám cái gì cả. Lên thì phóng như chùa vào anh luôn. Nó được viện chứ kiểu gì. Nó cứ về xem có gì giúp phụ giúp nó không, nó lại nằm dưới lặng nó lại ngờ nó. Thế anh Sơn tí xong anh bắn luôn qua kia. Đây rồi anh bắn luôn rồi. Đấy đi xong rồi cứ ấy đi về đi, bắn thôi. Về.